cây, bông bí, trứng, cà chua, hành lá và ngò, nấm mèo và bột năng. Còn gia vị thì có muối, đường, bột ngọt, tiêu, tỏi, hành tím và dầu ăn. Rồi bây giờ thì các nguyên liệu đã sẵn sàng rồi. Và Nhân ơi, Nhân có cái cách gì để lựa chọn bông bí cho ngon không Nhân ạ? Dạ thưa chị, khi mà mình chọn bông bí thì mình chọn mỗi bông lớn Bông lớn. còn còn tươi, và như thế này thì sẽ giữ được cái độ ngọt của bông bí. Mình không có chọn những bông bí mà nó bị dập cái vết thì nó không đẹp và sẽ khó trong quá trình mình thực hiện. Rồi. Ở đây thì Thư thấy là Nhân cũng đã chuẩn bị sơ chế sẵn bông bí rồi ha. Tức là lột bỏ những cái phần sơ của bông bí và chỉ lấy cái cọng non mà thôi. Dạ không, mình còn lấy bỏ cái phần nhị bên trong có Đúng bông bí rồi. nha. Phải bỏ phần nhị nữa chứ. Đúng rồi. Ở đây là Thư ước lượng khoảng 300 gram bông bí. Như vậy thì chúng ta cần bao nhiêu thịt và như vậy thì chúng ta làm khẩu phần bao nhiêu người ăn vậy Nhân? Dạ em làm khoảng 400 gram thịt và khoảng 4 người ăn. Rồi, bây giờ chị em mình bắt tay vào thực hiện công đoạn đầu tiên. Đầu tiên là mình sẽ cho nấm mèo ngâm nở và sắc sợi vào. Sau đó mình sẽ cho gia vị vào như là muối, bột ngọt, và cuối cùng là đường. Ở nhà thì Nhân có hay vào bếp không Nhân? Dạ cũng em cũng hay vào bếp chị. Nhân còn đi học hay là đi làm rồi? Dạ em đang đi học chị. À. Vừa rồi là mình chọn thịt để mình cho vào bông, nhờ vào bông bí. Còn tiếp theo vào bông bí thì mình có thể cắt ngắn bớt cái phần cuống của nó đi để dễ dàng trong quá trình chiên và chế biến. Và cái chọn bông bí thì mình không cần phải chọn bông loại bông bí mà nở ra quá, hoặc là còn bóp thì rất khó, khó để nhào nhân vào. Vừa vừa là được ha. Dạ vừa nè. Tiếp theo em sẽ xắt một ít hành lá để cho vào thịt. Tiếp theo thì em sẽ đập trứng ra. Phần trứng này thì mình sẽ đánh đều lên. Tiếp theo em sẽ nhồi thịt vào bông bí. Trong đây thì có cái phần đặc biệt là mình sẽ ướp với lại trứng lên bột để tạo ra cái bộ độ béo của trứng và độ mềm giòn của bột để làm nên hương vị đặc biệt của món này. Ở đây thì chúng ta bột bí chiên giòn mà cho nên là chắc là chúng ta phải sử dụng một cái lượng dầu kha khá em ha. Dạ. Chị khi khi mà chiên á, thì mình sẽ lăn qua trứng rồi lăn qua bột để vào chiên, và chiên thì mình sẽ để lửa ở độ lớn vừa thôi chứ không lớn quá thì sẽ bị chín áp và nó không cái màu của bí bông chín nó không đẹp. Và nó còn dễ khét nha. Rồi chúng ta cũng sắp hoàn thành công đoạn chiên rồi. Và khi chiên thì mình sẽ chú ý là để cho bột vừa vàng và cái nhân ở trong cũng vừa chín tới để nó mềm mà giữ được cái độ ngọt của bông bí mà. Rồi bây giờ thì chúng ta chiên xong rồi, bây giờ chị em mình xách ra dĩa trang trí nha. Quý vị thân mến, bông bí thì chứa một hàm lượng chất dinh dưỡng khá phong phú, và khi chúng ta dùng bông bí thì có thể phòng tránh được nhiều bệnh. Và với những món ăn quen thuộc như là nhúng lẩu hay là nấu canh và thậm chí là xào với thịt đều rất thơm ngon. Và ngày hôm nay chúng ta đã biết đến một cách chế biến khác của món bông bí, đó là bông bí dồn thịt chiên giòn hay còn gọi là bông bí tình quê, mà chúng ta vừa theo dõi phần thực hiện của bạn Trương Thị Nhân đến từ Bạc Liêu. Cho nên biết không, cái món này thì nãy khi mà mình chế biến thì thấy rất là nhanh và nó dễ thực hiện nữa. Cái món này thì có thể sử dụng trong các bữa tiệc, có thể là sử dụng làm khai vị, hoặc là mình có thể mình trong bữa bữa cơm hàng ngày thì mình có thể thay đổi những món này, có thể làm nó mới và lạ và có thể ngon miệng hơn. Anh Thư nghĩ là trong bữa cơm với những món ăn mà canh kho xào khá là quen thuộc, và nếu mà ngày cuối tuần chúng ta có thời gian một chút xíu thì chúng ta có thể là chế biến món này, anh Thư thấy là cũng không mất nhiều thời gian nhưng mà đảm bảo sẽ mang đến một khẩu vị mới lạ cho gia đình mình. Ngày hôm nay đến đây tham gia chương trình và chia sẻ một món ăn hấp dẫn như thế này với tên gọi cũng rất là thấm thiết tình quê. Anh Thư dành những người thực hiện chương trình thì trước tiên là chúc cho Nhân luôn luôn